gia đình bà Nguyễn Thị Chính, 75 tuổi, ở ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, trở nên khốn khó khi mà cả hai vợ chồng đều bị bệnh hiểm nghèo. Bà Chính bị bệnh tai biến mạch máu não, tăng huyết áp vô căn nguyên phát, thiếu máu cơ tim cục bộ mạng mười mấy năm nay. Ngày nào bà cũng phải uống thuốc. Bà đau ốm liên miên, thường xuyên đi bệnh viện điều trị, tốn kém rất nhiều tiền bạc. Bệnh tật hành hạ làm cho sức khỏe của bà ngày càng giảm sút, không đi đứng được, chỉ ngồi một chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người thân hỗ trợ. Giờ còn có cái tay này, tay này không có nhúc nhích được hả trời. Là giờ nằm chỗ đó coi, nhức nhối mình mệt lắm. Vì nhức đầu giống mệt dữ lắm con ơi. Mình dành giờ căng nhất chứ đó, nhất muốn mệt rồi nào nó mệt. Thì đầu thì chóng mặt, giờ nào chóng mặt. Ngày nào cũng uống thuốc, không uống thuốc thì chịu không nổi. Có thuốc mà vừa uống cho khỏe mạnh, cho con khỏe nó đỡ nuôi. Tiền bạc con có nghèo không rồi sao giờ. Hai chồng mình hết trơn luôn, buồn khổ lắm cô ơi. Ông Nguyễn Văn Thu, chồng của bà Chính, đã 77 tuổi. Ông Thu bị bệnh Parkinson, tăng huyết áp, di chứng nhồi máu não, tăng lipid máu hỗn hợp và bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Do tuổi cao, lại cùng lúc mắc nhiều căn bệnh mà gia cảnh thì chật vật, không có tiền chữa trị tới nơi tới chốn, nên bệnh tình của ông Thu ngày càng nặng thêm. Đôi mắt của ông giờ đã không còn nhìn thấy rõ mọi thứ như trước. Hai chân cũng đã yếu đi rất nhiều, khiến việc đi đứng hết sức khó khăn. Rồi lúc hồi năm ngoái, năm kia đó là tôi còn nuôi bà. Rồi tôi mà năm nay, hai năm nay bệnh rồi. Rồi con tôi nó về nó nuôi chứ tôi không có làm gì được. Tay tôi một tay thì nó sụi, nó rút, còn tay này nó rung hoài. Chân đi nó cũng tệ lắm. Đi mắc kè chứ còn đi không được. Gia đình giờ hai vợ chồng đau chân rồi khó khăn lắm. Thường hoàn cảnh của vợ chồng bà Chính, ông Thu, hàng xóm láng giềng, họ hàng gần xa cũng đã chung tay hỗ trợ. Chính quyền và các hội đoàn thể địa phương cũng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với nỗi bất hạnh mà gia đình này không may gặp phải. Nhưng mà cũng chỉ được một phần nào đó, chớ không thể giải quyết hết sự khốn khổ của gia đình đáng thương này. Với hoàn cảnh thắt ngặt như hiện nay, vợ chồng bà Chính, ông Thu rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm và mạnh thường quân gần xa, để ông bà có thêm chi phí chữa bệnh, để cuộc sống dời bớt đi phần nào khó khăn. Thời đó bà Chính bà ngã bệnh rồi, ông Chính ông đi làm thuê, làm mướn thì bà Chính ở nhà. Rồi sau này ông Chính, ông Thu này ông ngã bệnh nữa, thì nghèo khổ quá, không có tiền chạy đó. Rồi là bán nhà cửa đi. Rồi cái là không có nơi đất ở, cũng nhờ anh Hoàng á là cho mượn cái miếng đất mà là cắt ở tạm trong thời gian là cũng mấy năm nay. Tôi cũng sinh sống ở đây cho nên là tôi biết cũng rất là rõ về cái hoàn cảnh của ông Thu với bà Chính. Là khi ông bà về sống với nhau thì gia đình hai bên đều nghèo hết, không có ruộng đất. Bà Chính là bệnh cách nay cũng khoảng 17-18 năm rồi. Do là bệnh tật kéo dài cho nên lúc trước thì làm ăn thì cũng có tích góp được chút đỉnh. Rồi do bệnh đau cho nên là cái đồng vốn tích góp đó là đã sử dụng hết. Hiện tại là rất khó khăn rồi. 3 năm trở lại đây là tới ông Thu bệnh. Là hiện tại là ông Thu còn nặng hơn cả bà Chính luôn. Nhà cửa ở thì được, bà con dòng họ thấy hoàn cảnh khó khăn quá cho nên người tích góp lại một ít, cắt được cái nhà để ông bà ở. Những người con của cô, của bà Chính này với ông Thu này là rất là nghèo. Hiện tại cuộc sống của ông Thu với bà Chính thì sống nhờ chủ yếu về đồng tiền của bảo trợ xã hội. Còn những người con thì chỉ thỉnh thoảng mới gửi tiền về tiếp 500, 1 triệu gì để phụ giúp thêm thôi.
cho nên là cuộc sống của ông với bà rất là khó khăn, tại vì thuốc men là phải mua thêm. Ở gần nhà của cô Chính này, thấy gì hoàn cảnh cổ khổ, hai vợ chồng bệnh hết trơn, mà có con đứa con gái xuống nuôi mà cũng bệnh nữa, nó mệt mệt hoài đó, thấy cũng khổ lắm, tội nghiệp lắm. Con gái của cổ cũng nghèo nữa, mà cũng mần mướn đồ ăn, xong rồi thấy cổ bệnh thì phải đi xuống nuôi mẹ rồi, tội nghiệp lắm cô ơi. Ông gặp nhiều, rất nhiều khó khăn trong cái gia đình, thì bây giờ hiện mà nợ nần thì ông cũng còn một số nợ cũng rất lớn đối với gia đình ông, bị gì trang trải không nổi, hai chồng thì đau hết đó. Thì ông rất gặp khó. Thì với cái góc độ địa phương, tôi cựu chiến binh đó, thì ông cũng là hội viên cựu chiến binh, giúp đỡ rồi ban dân dân với cái chi bộ này giúp đỡ cũng một phần nào thôi, vận động của mạnh thường quân thì cũng ít đỉnh thôi, chứ không có được nhiều cho cái gia đình mà đủ trang trải. Tôi cũng mong các mạnh thường quân và các cái nhà hảo tâm giúp đỡ cho ông Thu này với bà Chính để mà được một cái số nào đó để cho gia đình trang trải và trị bệnh. Gia đình của ông Thu Chính này ha, là cái hiện tại cuộc sống bây giờ rất là khó khăn, hai ông bà đó bệnh tai biến rồi, con cái thì gia đình nói chung là hộ căn nghèo, đi làm ăn xa hết, thỉnh thoảng mới về thôi. Còn ở đây thì cũng tới thăm rồi động viên, quà cáp hỗ trợ cho gia đình đang khó khăn vậy thôi, hỗ trợ chút đỉnh cho ông bà vậy thôi. Còn ở đây là nói chung là sống cũng nhờ bà con vòng vòng xóm nè, thì thế với khả năng mỗi người thôi, người ta sẽ giúp hỗ trợ gạo rồi thức ăn hay là cần cái gì đó, bà con người ta hỗ trợ theo cái khả năng nữa. Bà Chính này là từ trước là đã đi làm thuê làm mướn rồi, thì từ chỗ đó con cái lớn lên rồi có gia đình cũng chỉ đi làm thuê làm mướn là tha phương đó, cầu thực đi người Bình Dương, người Phú Quốc, Đồng Nai, chỉ có một duy nhất là đứa con là ở gần đây thôi, chạy tới chạy lui, mà đứa con này cũng rất là nghèo khổ thì cũng làm thuê làm mướn không. Thì chỉ hỗ trợ là hỗ trợ cái tinh thần với để chăm lo trong cuộc sống thôi, chứ còn về cái kinh tế thì con cái cũng không có được hỗ trợ được cho mấy, để mà cho ông bà đủ điều kiện để mà đủ cái sức khỏe để mà sinh sống. Chủ yếu là nhờ vào cái đồng tiền mà được bảo trợ xã hội, rồi cũng nhờ cái sự đùm bọc của xóm ghiền, thấy hoàn cảnh của ông bà. Thì dưới góc độ địa phương thì cũng có hỗ trợ, nhưng mà chỉ hỗ trợ được một phần nào thôi. Còn hiện tại bây giờ thì chỉ hỗ trợ gạo, nước mắm, muối, đường, còn tiền thuốc thang. Ngoài cái bảo hiểm y tế của nhà nước cấp thì ông bà cũng còn phải mua thuốc ngoài thêm để uống. Thì ở đây thì cũng rất mong muốn những mạnh thường quân thấy được cái hoàn cảnh của ông bà để mà hỗ trợ thêm được phần nào để ông bà vui sống trong thời gian tuổi già. Nhận thông tin từ chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ về hoàn cảnh thương tâm của vợ chồng bà Nguyễn Thị Chính, ông Nguyễn Văn Thu, mắc phải nhiều căn bệnh mà không có tiền chữa trị. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ đã gửi hỗ trợ cho gia đình 5 triệu đồng. Chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã đến thăm và trao toàn bộ số tiền trên cho gia đình bà Chính. Dịp này, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Tế Lai tặng quà cho gia đình. Chị Võ Thị Mộng Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Thế Tân cũng giúp gia đình bà Chính thêm 1 triệu đồng và nhiều phần quà từ nguồn vận động các mạnh thường quân. Mọi sự giúp đỡ cho gia đình xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ bà Nguyễn Thị Chính ở ấp Thới Phong A, thị trấn Tế Lai, huyện Thế Lai, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của bà Chính 0932 938 153.